Nam Mô Bổ Sư Thích Cao Ni Phật Thưa đại chúng, hôm nay là ngày 8 tháng Giêng 2022 Chúng ta học đến thi ca thiền Buổi học này là buổi học thứ ba Cái chủ đề vẫn là chủ đề phi tư lương sứ nha Hôm nay thì mình không phải chép cái bài thi kệ bằng tiếng Hán mình nghĩ rằng chép rồi giải thích có khi nó dài dòng do vậy cho nên mình chép cái bản dịch của bài thơ này thôi tức là chữ dị không đúng bác cũng sai pháp thân chiếu sáng cả đêm ngày nạp tăng đối diện tên không biết trước mặt muôn người ai có hay thưa đại chúng đây là bài thi kệ của ngài hồng giác phạm hay là giác phạm hồng cái tên đầy đủ ông cụ này là ngài huệ hồng ngài huệ hồng một thiền sư thời tống mình tra ra thì cái niên đại của ông vào thế kỷ thứ 11 tức là 1071 và 1128 cái từ giác phạm này là cái tự hiệu của ông cái đặc thù của vị thiền sư này thưa các vị ngài có một cái chủ trương rất gần với cái phương pháp chúng ta tu học hôm nay đó là ngài chủ trương rằng là thiền thì cứ thiền nhưng không thể vượt ngoài kinh giáo của như lai cho nên người ta có thể gom lại cái từ này đó là ngài chủ trương đó là thiền giáo đồng hành đây là một cái chủ trương mà đương thời vào thế kỷ thứ 11 một và về sau tức là vào thời tống một số các vị thiền sư cực đoan thì họ bảo rằng cái chủ trương này nó làm nhạt nhờ đi cái dòng thiền đốn ngộ do vì dòng thiền đốn ngộ thì chủ trương bất lập văn tự không có chữ nghĩa trong đây không có dùng kinh văn trong đây thế nhưng mà ngài huệ Hồng này thì ngài lại chủ trương rằng là đem kinh sách ấn chứng cho sở ngộ và chú trưởng này nó lại có rất là nhiều người đồng thuận nghe ngoài ngài giác phạm còn có một người nữa gọi là ngài Diệu hỷ tức là ngài thiền sư đại huệ đó thực ra nếu chúng ta học thiền học học vô lịch sử nhớ tên nhớ địa danh của mấy ông cụ này cũng đủ mệt ngoài ngày đại huệ và ngày giác phạm ngược về xa xôi mé trước vào thời đường thế kỷ thứ bảy có một người cũng chủ trương thế này đó là quốc sư huệ trung mình dẫn vài dòng như thế này để đi vô một cái bài kể mà chúng ta thấy tương đối dễ hiểu là bài kể này nghe Ngài Quế Trung Ngài cũng chủ trương rằng nếu ta cực đo loại trừ ngôn ngữ văn tự thì không có khả năng Thế Tôn truyền đạt chánh pháp tới hôm nay cho chúng ta tu tập. Đành rằng ngôn ngữ nó có những trở ngại nhất định thế nhưng nếu không ngôn ngữ thì anh dùng cái phương tiện chi để anh có thể bài cho người ta con đường để thêm ngộ đạo do vậy cho nên cái quan trọng là đi vào ngôn ngữ chữ nghĩa nương vào từ cú liễu giải được tâm và khi liễu giải được tâm rồi thì bỏ ngôn ngữ qua bên tức là bỏ phương tiện qua một bên thể nhập được trọn vẹn tâm phật bất động do vậy cho nên ba vị thiền sư này một là ngài hồng giác phạm hai là ngài đại huệ ba ngượng về xa vào thế kỷ thứ bảy thì có quốc sư quê trung đều có một chủ trương rất là giống nhau đó là dùng kinh văn để có thể làm sáng ý của phật và tổ hay nói cách khác cái từ lúc bấy giờ trong những cái nhóm thiền cực đoan về bất lập phân tử đó họ cho rằng đây là một loại lão bà thiền cái từ này chúng ta cũng nên làm quen nha. Bây giờ mình phải dẫn các vị đi vòng quanh cho vui. Một là lão bà thiền, hai là nghĩa lý thiền. Thiền lão bà là gì? Tức là lòng từ bi như bà nội hoặc bà ngoại của chúng ta thương con thậm chí là phân của nó cũng không thấy hồi hám chi gọi là lão bà thiền thứ hai nghĩa lý thiền là chi vận dụng ngôn ngữ từ cú kinh văn giải thích tỏa tường dắt dẫn người ta từng bước một để từ cái bước sơ cơ không hiểu biết chi ngang qua cửa lượng lý ngang qua cửa nhận thức và đi vào công bố hành trì cuối cùng thể nghiệm được tâm đối với cái nhóm thiền Bất lập văn tự giáo ngoại biệt truyền Cực đoan đó, thì thưa các vị Cái loại thiền này không giúp được Cho người ta đạn ngộ thâm sâu Thế nhưng Cái nền tảng của thiền này Được thiết lập rất là vững vàng Do vậy cho nên Chúng ta thấy rằng là Với một tâm thức của người Việt Với tâm thức người Việt Đi vô Cái cửa ngõ thiền giáo đồng hành Hay là cái cách vận dụng Kinh văn giải thích cái con đường tu tập thể ngộ tâm tương đối là chúng ta đi vô rất là dễ. Đây là sẵn dịp mình phân tích để cho các vị có cái nhìn về phương pháp, học phương pháp tu chúng ta lấy thiền tứ niệm xứ làm nền tảng để đi vô. Tương đối là nó giúp được cho rất nhiều người. Điều thứ hai không quá cực đoan. Điều thứ ba là nó không làm căng thẳng nghe. Do vì nếu chúng ta nghiên cứu thiền thoại đầu hay thiền công án, cái điều này mình không muốn bài bác hay là nói xấu gì. Nhưng mà thưa các vị, chúng ta phân tích điều này để cho các vị nhận diện thôi. Thiền thoại đầu hay là thiền công án. Tên gọi thì nó có khác, nhưng mà hai phần này nó có cùng một nội dung nha. Vận dụng một ngữ cú. Có khi nó rất là vô nghĩa, Ghiêm chặt tâm mình vào đấy, làm cho mọi vọng niệm, mọi nghĩ suy, mọi tâm thức bồng bềnh, lan man ngược xuôi ấy, nó bị dí, nó bị bắt, bị mắc kẹt vào trong cái công án hoặc thoại đầu này và cuối cùng thưa các vị nó giải chết và cuối cùng nó bùng vỡ ra cái trạng thái tâm vượt ra ngoài ngôn ngữ chữ nghĩa, vượt ra ngoài những gì suy nghĩ bồng bềnh, hay nói cái khác. Thiền công án hay thiền thoại đầu có công năng nhất định đó là giúp cho anh vượt ngang cái tầng nghĩ suy lung tung nhận ra cái năng lực tâm đang quan sát những nghỉ suy ấy. mới đích thật là anh. Đơn giản là vậy thôi. Thế nhưng, cái sự khó khăn của thiền công án không thể phát triển trong giai đoạn hiện tại. Là do vì cái đầu người ta đã quá căng thẳng. Nhét thêm những cái công án cứ nhồi vô hoài, nhồi vô hoài, cứ niệm công án, thầm tụng công án, đề công án, gọi là đề khởi công án thoại đầu, thưa các vị. nó làm cho trên sự căng thẳng chồng thêm sự căng thẳng do vậy cho nên, thưa các vị. phương pháp thiền tập này đành rằng có một số các vị sư rất xính, tức là rất thích cái loại thiền này tại vì thấy nó tràn đầy cái chất thu hút, thế nhưng mà nó ít thành công do vì xã hội chúng ta hiện tại nó đã căng thẳng rồi chồng thêm sự căng thẳng coi chừng Nằm vô cái tình trạng thần kinh có vấn đề đây là yếu tố thứ nhất yếu tố thứ hai kỳ thực rằng là với những vị thiền sư trung hoa họ đọc ngữ lục thiền đọc thiền thoại đọc sử liệu như chúng ta đọc tiểu thuyết thôi rất dễ hiểu do vậy cho nên cái hiểu của họ họ tưởng làm rằng đấy là sở ngộ và họ trượt trên ngôn ngữ chữ nghĩa họ lý giải và họ quen cái lối khẩu đầu thiền tức là nói thiền mà miệng mà môi nhưng mà kỳ thực rằng là họ không có khả năng đi vào công phu thực tập thực sự để có thể làm lắng được tâm ăn được tâm gột trừ cấu quế phiền não của tâm hay gần nhất không có khả năng làm cho tâm thuận thiện không có khả năng loại trừ ác pháp nơi tâm do vậy cho nên thưa các vị giai đoạn của ngài vũ hỷ tức là giai đoạn của ngài đại huệ ngài chất đóng cả một kho tàng bản thảo của bích nhâm lục bích nhâm lục cho một bụi lửa cháy sạch trong khi bích nhâm lục là một văn bản được ưa chuộng vào thời tống Tức là đương thời của Ngài văn bản này phổ biến rất rộng. Không một thiền sinh nào không biết bích nhâm lục. Không một thiền sư nào không thuộc lòng 100 công án trong bích nhâm lục và những thi kệ những lời tụng của Ngài Viên Ngọ và của người tuyển ra một bích nhâm lục là của Ngài Tuyết Đậu nghe. Đầu tiên bích nhâm lục là của Tuyết Đậu Trùng Hiển. Sau đó Ngài phật quả viên ngộ ngày tuyển lại cái chất thi ca học thuật và những lời thoại trong đây thưa các vị nó tràn đầy cái năng lực giác ngộ do vậy cho nên đối với người trung hoa họ đọc cái này như chúng ta đọc chữ việt rất là bình thường cái hiểu họ vô cùng giản dị cho nên họ tưởng lầm rằng cái hiểu đó là khả năng chứng ngộ nó làm thành một giai đoạn là thiền khẩu đồ thiền cho nên từ thời Tống về sau người ta vận dụng thiền công án thiền thoại đầu để cắt đứt cái dòng suy nghĩ do ý thức mang theo, văn học thiền tưởng rằng mình thể ngộ. Thế cho nên cái giai đoạn này thiền công án thiền thoại đầu trở thành rất là đắc dụng. Thế nhưng với xã hội chúng ta ta có quyền lý giải Ta có quyền làm sáng tỏ, ta có quyền vận dụng ngôn ngữ. Cho nên, thưa các vị, những chủ trương của các bậc thầy đa phần, nếu họ nhìn ra những vấn đề này, họ đều vận dụng một cái loại. Để chúng ta đi vô rất dễ là thiền giáo đồng hành nghe. Vận dụng kinh văn, lấy kinh văn làm nền tảng đi vào công phu hành trì. Và cái lợi ích của phương pháp thiền giáo đồng hành ở đây đó là chi? Thưa đại chúng rằng là cái điều này nó giúp cho chúng ta làm cho chánh pháp của Như Lai tỏa sáng trên cuộc đời. Điều thứ hai, dắt dẫn người đi vào công phu tu dù có thể họ chưa đạt ngộ, chưa triệt chứng được đạo lý thiền, thế nhưng mà trên con đường tu họ đã có thể thanh lọc phiền não, chuyển hóa khổ đau. Họ đã có thể làm được một người cư sĩ tốt lành một người có niềm tin chân chính với tam bảo một người sống với pháp lành một người loại trừ tâm thức cấu quế ô nhiễm và làm những giá trị đời sống và thăng hoa tùy vào mức độ tu của họ nó không có lâm vô tình trạng là khẩu đồ thiền mở miệng thì nói trăng nói cuội nghe rất hay thế nhưng hành vi cử chỉ nói năng nghĩ suy thì đầy ưu uế không lâm vô tình trạng như thế thế cho nên thưa các vị mình đọc vào Ngài Hồng Giáp Phạm tìm coi là con người này có gì đặc thù thì lượm ra rất nhiều điều đáng nói về con người này. Điều đáng nói mà mình vừa thưa nó là thưa các vị là cái nét đặc thù trong cái truyền thống thiền đống ngộ. Đặc thù thứ hai, cái con người của Ngài Hồng Giác Phạm này thưa các vị, ông rất là giỏi về nhiều lĩnh vực nghe. Là một nhà tư tưởng, là một nhà viết lại rất nhiều văn bản thiền. Là một người thúc đẩy những pháp ngữ của Ngài Quốc Sư Huệ Trung được in vô trong những tuyển tập quan trọng của Đại Tạng Kinh. Một người mở đầu cho cái dòng văn hóa của Trung Hoa. Trong đó, thưa các vị, nhiều lĩnh vực như thi ca nhạc quả, chắc nhạc không có rồi thi ca thư họa nghệ thuật trà đạo vân vân rất nhiều cái lĩnh vực về nghệ thuật của dòng thiền đỗ ngộ được lây lan như là từ thiền đỗ ngộ những cảm hứng nó phát sinh ra rất nhiều tranh ảnh nghệ thuật từ thiền đỗ ngộ nó sinh ra rất nhiều những tác phẩm điêu khắc hội họa và những phương pháp trà đạo vân vân thưa các vị điều từ trong cụ hồng giác phẩm này một người cực thông minh một ngày học cả ngàn bài thi kệ cho nên khả năng đọc của ông rất rộng không những nội điển mà tứ thư ngũ kinh ngoại điển của nho học lúc bây giờ ông đều nắm trong tay đây là hai nét đặc thù của hồng giác phạm do vậy cho nên cái nhìn của ông rất là rộng cái tầm tri thức của ông nó mở ra nó không có hạn chế trong cái việc như các vị thiền sư bảo rằng là văn tự chữ nghĩa làm trở ngại con đường tiến tu không có rất ư là là cục bộ đối với cái chuyện tông này bất lập văn tự giáo ngoại biệt truyền trực chỉ nhân tâm kiến tánh thành phật không có lấy cái tiêu ngữ đó để gói cái phật giáo thiền tông trung hoa trong phạm vi rất nhỏ đây là mình giải thích hai vấn đề của vị thiền sư mà chúng ta đang học các bài kệ nói về cái chủ đề phi tư lương xứ. Cái câu chữ dĩ không đúng bác cũng sai. Câu này thì dường như nó có mặt qua rất nhiều bài kệ. Câu thứ hai, pháp thân chiếu sáng ngày đêm ngày nó được dịch từ cái câu là pháp thân thùy trước vua giá bế. Tức là pháp thân nó luôn rạng rỡ chưa bao giờ đóng Chứ này bế nha bế là cánh cửa đóng lại tâm phật bất động của anh năng lượng giác ngộ của anh chân tâm thường trú ngơi, nơi nơi nào năng vượng của anh nó luôn chiếu sáng luôn hiện hữu luôn sống động chưa rời thân anh bao giờ cũng chưa hề rời buồn dẫn ghét thương với anh có điều cái tội nghiệp của chúng ta đó là chúng ta không nhận ra chúng ta cứ thấy ta là thân ta là buồn ta là vui ta là khổ sở bất an ta là thất vọng ta là thất tình ta là tầm cảm quên điều rằng bên cạnh của những điều ta đang nói Bên cạnh con nỗi khổ trần gian nghìn đời này Nó có cái năng lực tâm Luôn đang quan sát cái con người đang khổ Quan sát tâm hành Đang buồn, đang vui, đang hờn, đang giật Quan sát tâm thức đang ngược xuôi chạy tới chạy luôn Trạng thái tâm ấy Thưa các vị Nó không có tên gọi Không có thể lôi cổ nó ra chỉ mặt chỉ mài Chỗ này không thể dùng cái đầu của anh Nghĩ suy của anh Tại vì nghĩ suy Vốn là cái dụng của tâm chứ không phải là bản chất của tâm, tâm thì nó nhìn được cái nghĩ suy và cái nhìn nghĩ suy thì nó bao trùm luôn cái nghĩ suy bên trong ấy. Do vậy cho nên thưa các vị, pháp thân này luôn chiếu sáng cả ngày đêm chưa bao giờ đóng cái cánh cửa giác ngộ để cho các vị sống được với điều này. cho nên câu thứ hai là, pháp thân chiếu sáng cả đêm ngày là như vậy. câu thứ ba. Nạp tăng đối diện không tên không biết sống với hắn một ngày một đêm nhưng mà gọi tên thì cái chuyện sai rồi đó tại sao gọi tên thì có chữ có nghĩa có ý thức thì khi chữ nghĩa ý thức nó vừa gần ra thì tức khắc rằng cái năng lượng tam giác ngộ, năng lượng tâm quan sát liền thấy dòng chữ nghĩa. Thì dòng chữ nghĩa ấy là cái dòng của tâm là đối tượng bị tâm quan sát chứ không phải đích thân là tâm. Con tâm thì nó rỗng lặng tự nhiên vô niệm vô ngôn vô ngữ không tối không sáng không đến không đi không sinh không diệt. không có không 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 già không chết một là người ta dùng cái cách xác định hắn chính là cái hai là cách xác định thứ hai là tất cả mọi cái em thấy anh gọi tên không phải là anh thì cái còn lại không gọi được tên cả đâu chính anh hai con đường một là phủ định hai là xác định chỉ như vậy mà thôi hai con đường này mà ta hiểu thì thưa các vị ta nghiệm ra được thể tâm bất động có mặt ngay hiện tiền đây là con đường ngắn nhất để liễu đạt tâm nạp tăng đối diện tên không biết là như vậy cái điều này thưa các vị rất nhiều câu chuyện trong trong nhà thiền chú tên gì không có tên thưa các vị những mẫu đối thoại ngắn qua về như vậy nhưng mà chủ yếu là xác minh rằng nó không có tên gọi tại vì gọi tên thì tên đó là chữ là nghĩa là ý thức vận hành nó trở thành cái đối tượng đang bị tâm quan sát đơn giản vậy thôi trước mặt mua người ai có hay hàm nghĩa gì bách giảng nhân tiền ho oh, bất khởi trước mặt của muôn mọi người nhưng mà gọi thì không đứng lên được gọi tên tại sao câu này nó hàm hai nghĩa nghe nghĩa thứ nhất nó có mặt trong ngàn muôn người phàm thế có mặt trong tôi trong anh có mặt trong người già và người trẻ có mặt trong người có tu cùng không tu thế nhưng bảo họ tin điều này không dễ cho nên gọi không dễ khởi là như vậy phật tánh đang chôn trong người này năm quẩn như lai đang ở trong cái sự ràng buộc của phiền não ngũ trần này thế nhưng mà chỉ cho người ta biết rằng là cái năng lực tâm của anh nó vượt ngoài phiền não cô đau thì không đơn giản chút nào cả tâm thức người ta chưa vươn đến tầm cao niềm tin phật pháp người ta chưa đạt đến hay nói các khác, khác là khổ đau người ta nó chưa có dằn xé người ta nó chưa làm cho người ta có một cái khát vọng nhất định vượt thoát khổ đau thủ đố anh chỉ được cái điều này hay để cho họ chết chìm trong khổ đau sau đó họ trải nghiệm đời sống họ có một cái khát khao cháy bỏng trong tâm thức quả mai lúc bây giờ họ mới đánh đổi cả sinh mạng của họ cho cái con đường này và không thì đừng hòng gọi để cho Phật tánh nó bừng sáng nơi thân tâm của họ cho mất công quốc sư về trung một hơn gọi thì giả Thị giả giả dạ. gọi thêm thị giả giả dạ. gọi tiếng nữa thì giả giả dạ. thế là chuyện gì xảy ra thì giả không biết ông muốn làm gì ông biết gọi cái gì thế rồi ngài phán câu nó trở thành một loại công án nha ngài phán nói, ta ngỡ rằng ta phụ ngươi quá ra ngươi cô phụ ta thế thì ông gọi nó gọi ai vậy không phải gọi cái tên thì giả mà gọi cái năng lực tâm bất động vô sinh phật tâm năng chiếu sáng nơi con người kia nhưng mà con người kia đâu dễ tỉnh Do vậy cho nên ông bảo một câu rằng là ta tưởng ta cô phụ ngươi, ta không dạy ngươi. Ta không giúp ngươi để ngươi thấy đạo quá ra ngươi cô phụ ta cho ta đâu có cô phụ ngươi đâu. Thưa các vị, điều này nó cũng giống với một câu chuyện trong thiền thoại. Đó là Ngài Sùng Tính. Cùng với Ngài Thiện Ngộ nghe. không biết có trúng tên không nghe sùng tính mình chợt nhớ đâu nay đấy thôi tên không quan trọng cậu chịu mới quan trọng thưa các vị cụ này bán bánh bao thường ngày thường ngày qua trường kia vô này anh chàng bán bánh bao bán cho ta 10 cái Thế để lấy 10 cái đưa cho ông trả tiền xong rồi ông tặng lại hai cái bánh bao. Ta tặng người. Thưa cái vị chuyện này nó xảy ra rất bình thường cho nên một hôm Ngài Sùng Tính nghĩ rằng bánh bao thì của ta. Bán cho ông mua rồi ông lại cho lại ta là sao? Thế là vô cùng thắc mắc. Tới bạch Ngài vì sao con bán cho Ngài, Ngài mua rồi Ngài đã cho lại cho lên tối. Bánh bao của con, con làm con bán mà rồi Ngài lại cho lại. Cái bánh bao của ngươi Ta mua ta cho lại ngươi có lỗi gì Ngang đó không biết Ngài sùng tính nhà ta Ngài nghiệm ra được cái điều gì khơi trọng Cái tâm thức cho nên Ngài xuống dài Ba năm Không dạy điều gì cả Một hôm chán đời Bạch thầy con ngưỡng mộ thầy Con bỏ hết nhà cửa của cả Con đến với thầy nhiệt tình tu tập Mà ba năm qua thầy không dạy con câu đạo lý Cả đây nói, ngươi nói thì sao Ta nhớ rằng là không Lúc nào ta không dạy ngươi thì thầy, thầy dạy hồi nào Ngươi bưng cơ ngươi mời ta Ta gật đầu Ngươi niệm Phật chào ta Ta chấp tay chào lại Ngươi gọi thì ta trả lời Và chưa có một việc gì ngươi làm cho ta Mà ta không hồi đáp lại Chứng rõ rằng Ta dạy rất ư là là, là tận tình Thế mà ngươi còn bảo là ta không dạy là sao Và thưa các vị Cái câu nói ấy làm cho Ngài Sùng tính Ngài rất là bẩn bỡ, bỡ ngỡ bằng bằng hoàng Ủa dạy cái kiểu gì mình đưa tay Mình chào không chào lại là giải ư ừ. Đặt mâm cơm xuống mời thẻ gần đầu Vâng cảm ơn con Ủa chỉ là giải à Thế là Ngài Thiên Hoàng Đạo Ngộ Ngài hạ thêm câu nói Biết thì ngay tức khắc liền biết Tức là hiểu điều ta muốn nói Thì ngay thứ khắc liền nghiệm ra rồi không nghiệm ra Càng suy nghĩ thì càng xa ngàn vạn dặm Thế thì chuyện gì xảy ra nơi đây Thưa các vị Cái đạo lý sờ sờ tiếng mạng Đó là cái năng lực tâm Nhận biết mọi thứ Năng lực tâm nó điều động Thân này đứng này đi này nói này cười Cái năng lực tâm Nó làm cho anh Người ta chào anh thì anh gật đầu Anh vừa đưa nước lên Thì anh biết mở miệng ra đi uống đâu cần suy nghĩ gì đâu, đâu cần làm gì khác đâu. mọi vận hành trong đời sống của thân thưa các vị nếu tâm không có thì làm sao thân này nó vận hành nó đi nó đứng. mọi vận hành của buồn vui nếu không có cái nền tảng tâm bất động phía dưới thì buồn vui làm sao sinh trưởng. mọi nghĩ suy nó chạy ngược chạy xuôi nó tính cái chuyện lên trời hoặc xuống biển nó tính cái chuyện đến sau quả sau kim thưa các vị nếu không có cái nền tảng tâm bất động vô niệm chiếu sáng làm nền như biển nó làm nền cho mọi lượng sống thì tôi đố có giọng thức nào Xin khởi nơi nó được thế nhưng mà ta lầm ta cứ nghĩ ta là thân ta cứ nghĩ ta là những buồn vui ta cứ nghĩ ta là những lượng sống nghĩ suy cuồn cuộn mà quên mất một điều là tất cả cái ấy là cái dụng của tâm một khi anh nhận ra cái thể của nó tức là cái năng lực làm thành những cái dụng ấy nó đang bất động đang hiển nhiên đang hiển nhiên đang mênh mông đang chiếu sáng hiện tiền hay nói một cách gọn hơn theo cái kiểu mình đang nói lâu nay đó là anh chính là cái con người đang quan sát anh chính là cái biết đang không phải là cái đang bị biết bị nhận diện bị quan sát anh không phải là đối tượng bị quan sát mà anh là cái chủ thể đang nhìn đang thấy đang nghe đang quan sát chủ thể ấy không tên không tuổi, không họ, không sắc, không màu, không nhỏ, không lớn, không 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 không, tất cả cái không đều có mặt nơi đó. Nghiệm ra được điều này, thì thưa các vị, nhận ra rằng là ngay nơi nói năng cười cợt, ngay nơi co giỗi ngay nơi nghiêng đầu nhau mắt, ngay nơi ho hen khạc nhổ, ngay nơi buồn giận ghét thương, có năng lực tâm bất động hiện tiền. Thế cho nên nơi đây, Ngài Hồng Giác Phạm bảo rằng, trước mặt muôn người nhưng mà đâu ai biết đâu gọi đâu dễ làm cho người ta tỉnh quay lưng chối bỏ chạy tới phương trời nào cũng có mặt nó đi theo lên thiên đường dục lạc của dục giới tràn đầy thế nhưng mà tâm này không hưởng lạc lớn xuống địa ngục chữ muôn vàng nỗi khổ thiêu đốt nhưng mà tâm này không hề bị cái nỗi khổ thiêu đốt nhưng mà nó lại không rời lúc anh lên thiên đường không rời lúc anh xuống địa ngục Kinh văn nói như vậy nghe. Đây là bài kể tương đối dễ hiểu nhất, dễ thăm dò vô nhất. Một bài của Nga Hồng Nhất Phạm. Thế là học thêm bài nữa. Thế là chúng ta học một bài kế tiếp. Bài này của ngài sơ sơn thường dịch thế này đề kinh trước mắt thấu đạt chăng chữ chữ phân minh nghĩa rõ ràng Muốn biết tôi hiền công lập quốc tiêu hà thời hán tiến lừng vang đề kinh trước mắt thấu đạt chăng chữ chữ phân minh nghĩa rõ ràng muốn biết tô hiền công lập quốc tiêu hà thời hán tiến lừng vang cái câu này thưa các vị nó mang cái chút lịch sử vô trong đây một đất nước có một thời kỳ độc lập rất dài và làm thành cái nền tảng để cho đất nước trung hoa bây giờ họ thừa hưởng tức là nhiều lĩnh vực được thiết lập vào thời này nghe thậm chí cái chữ viết cũng được chuẩn mực quá vào thời này do vậy cho nên chúng ta dùng cái chữ này người ta gọi là chữ hán là do vì nó có mặt đây và họ xác định người Trung Hoa là người Hán cũng nó có mặt trong thời này tại vì cái lịch sử độc lập của giai đoạn này rất dài cho nên nó hình thành được cả một cái bề dày văn hóa Trung Hoa từ quá khứ kết tinh lại làm thành cái nền tảng cho sự phát triển lịch sử Trung Hoa về sau. Và cái công của người dân nước cái công của người xây nền độc lập thưa các vị không phải là lưu bang tức là không phải là cái người làm vua mà cái công đó là công của anh chàng này đây tức là thừa tướng tiêu hà đây tất nhiên là đi lang mang trong vấn đề lịch sử thì nó quá dài dòng mình không muốn đi vô đây làm chi nhưng mà hai câu này nó có một cái hàm ý thứ nhất mà rất dễ hiểu để chúng ta đi vô nha tức là đành rằng Cái con đường đi vô tự thể tâm bất động của chúng ta nó là con đường loại bỏ hết ngôn ngữ chữ nghĩa kiến thức. Thế nhưng nếu không có ngôn ngữ chữ nghĩa kiến thức thì không có cách chiên tham nhập vào cái dùng trời bất động không ngôn ngữ. Anh không có mày mò mà tham vấn hết 53 vị thiện tri thức thì tôi đố anh đi lên đỉnh diệu có phong anh có thể đi lên đỉnh diệu cao phong được thế nhưng mà anh vẫn không hiểu pháp hành trì con đường bồ tát đạo do vậy cho nên anh phải đi qua biệt phong gặp thiện tri thức đó là tỳ kheo đức vân bài cho anh cái con đường tham vấn về phương nam thế cho nên thưa các vị cái người xây dựng nên một đất nước độc lập phú cường làm thành cái bề dày của một văn hóa quốc gia không phải là ông vua mà là vị thừa tướng hầu vua làm cho cái công trình dựng nước khai cơ lập nghiệp đó nó vững vàng giống như một người muốn thành đạt được sự nghiệp giáo ngộ đi vào con đường để chứng nghiệm được tâm thưa các vị không phải loại trừ được ngôn ngữ chữ nghĩa kinh văn cái hàm ý của hai câu này ngài sơ sang thường ngài nói chúng ta điều ấy anh không có sử dụng ngôn ngữ chữ nghĩa tôi đố anh làm được cái điều đó là làm cho Phật Pháp trải dài tới hôm nay. Anh không dùng ngôn ngữ chữ nghĩa hướng dẫn người ta thì tôi đố anh đó, anh làm sao anh nháy con mắt làm cho người ta ngộ đạo, đừng có hồng nghe. Trừ trường hợp căn cơ người ta đã chín mùi. Sâu xa hơn nữa, nháy mắt nó cũng là loại chữ nghĩa, cũng là loại ngôn ngữ. Có điều ngôn ngữ này nó là biểu tượng thôi. Và thưa đại chúng rằng là mọi giới cho dù nó tinh vi đến độ là cái máy tính của các vị bây giờ ta cũng vẫn dùng một cái loại ngôn ngữ để nói chuyện như cái máy của các vị nghe muốn sử dụng một cái máy để vận hành được nó để có thể thao tác trên cái máy của các vị dù cái máy laptop và hiểu gì đi nữa cũng vậy các vị phải học ngôn ngữ của nó để nói chuyện với nó để làm việc trên nó để sử dụng nó không có một loại hình nào sinh hoạt giữa trần đời này mà không được truyền đạt không được sử dụng bằng ngôn ngữ để có thể truyền thông nhau đây là điều chắc chắc chắn đó thế cho nên con đường đi vào thể tâm bất động thưa các vị không tránh được là phải sử dụng ngôn ngữ chữ nghĩa cho nên hai câu này chúng ta dùng cái phàm trí của mình để suy nghĩ thì rõ ràng rằng thưa các vị đành rằng cái đỉnh diệu phong mặt ngôn ngữ nơi pháp môn bất dịp, im không nói một lời thậm chí đức thế tôn đóng cửa thất nơi hang kỳ xà quật tức là nơi à, đỉnh linh thứ đức thế tôn đã một lần đóng cửa thất không tiếp các thầy tỳ kheo không nói điều gì cả thậm chí là sau khi thành đạo im lặng luôn 49 ngày thế nhưng cái con đường khơi mở chánh pháp thì bắt buộc thế tôn phải sử dụng ngôn ngữ và cuối cùng thì Ngài thuyết pháp luôn tới 45 năm Và 45 năm nói ấy Cuối cùng Ngài quét sạch bằng một câu rằng Trong 45 năm ta chưa từng nói một chữ mà Nó hàm nghĩa như thế nghe Đây là mình giải thích hai câu cuối của Ngài Sơ Sơ Tóm lại Đường đi lên Diệu Cao Phong Là cái chỗ tuyệt ngôn tuyệt ngữ Tuyệt tư tuyệt lự tức là sạch ngôn sạch ngữ sạch nghĩ sạch suy con đường đó phải được lót bằng kinh văn ngôn ngữ chữ nghĩa từ cứu giải thích tư duy đề kinh trước mắt thấu đạt chân chữ chữ phân minh nghĩa rõ ràng muốn nói điều gì thưa các vị khi các vị mở quyển kinh ra thì đầu tiên nhìn vô là các vị biết chữ kinh đó chữ gì không cái gì biết vậy Đức Thế Tôn đưa tay lên hỏi cái này cái gì Biết không vậy Cái này Thế Tôn đưa cành qua chứ không phải Ông thầy của định đưa cái viết đó nghe Các vị biết liền đó là cái viết Tôi viết từng chữ trên bảng Các vị biết không vậy Biết liền Thế thì không phải là nghĩa được giấu trong đây Không phải nghĩa được giấu trong đây Mà Cái tâm nhận biết của các vị Nhận diện được mọi đối tượng tỏ tường trước mắt Thì cái tâm ấy là chi vậy chính thực là tâm Phật bất động, chính thực là tâm vô sinh, chính thực là năng lực tâm nhìn nhận biết không cần nghĩ suy. Thế thì rõ ràng là từng chữ từng chữ phân minh rõ ràng bài hiện pháp thân như lai chói sáng. Đây là cái điều mà ngài sơ sơn thường ngài giải cho chúng ta nghe. Không cần là kinh, không cần tư duy, chỉ cần mở tăng kinh ra nhìn. Mọi thứ đều tỏ tường và các vị nhìn rõ ràng Đây là những chữ trong kinh văn Các vị có cần suy nghĩ gì không? Không Trừ khi mình dốt mà nó biết chữ Thì không nói làm gì Còn biết chữ thì Chữ đề kinh trước mắt thấu đạt chăng Mình vừa viết xong rồi các vị viết theo liền Có cần nghĩ suy không? Không Cũng như vậy Từ điều này chúng ta quy chiếu là pháp hành trì vào sự tu tập thì các vị thấy rằng là Khi buồn, khi vui, khi hờn, khi giận Một là ta thấy ta là buồn vui hận giận thì ta chết chìm trong buồn vui hận giận nó khổ não đời đời hai chuyện xảy ra vô cùng giản dị anh nhìn đây là buồn đây là vui đây là hờn đây là giận anh chỉ nhìn nó nó chiếu sáng trước mặt nó tỏ tường trước mặt và cái năng lực tâm nó chiếu sáng đó thì cái năng lực tâm chiếu sáng ấy nó không phải là buồn vui hận giận nó đích thực là tâm phật bất động đích thực là pháp thân như lai chiếu sáng An trú trong tự thể tâm này thì liền đoạn đức phiền não khổ đau. An trú ngay nơi trạng thái tâm này thì liền chứng nghiệm thánh trí thành tựu niết bàn. An trú ngay cái tự thể tâm này, thưa các vị, mọi thứ trở thành vô vị, mọi thứ nó không còn sức hút đâu, các vị. Này dục lậu, này phiền não, này ưu tư, này kiêu ngạo, này tự hào, thưa các vị, tất cả điều đó nó tự rơi rụng nha. Hay nói cái khác sống được với điều này bằng niềm tin chắc thực với điều này thì mọi án pháp liền rơi mọi tâm thức vọng động bất an tự nó bị triệt tiêu mọi ưu tư phiền muộn thưa các vị tự nó tan biến thành hư vô bốn câu này khai sáng cho chúng ta hai điều thôi điều thứ nhất là nương vào ngôn ngữ phân tự chữ nghĩa để liễu đạt tâm điều thứ hai nếu đạt tâm rồi thì cái năng lực tâm sáng chiếu này Thưa các vị, đụng vào đâu cũng sáng cả Đụng vào đâu cũng phóng quang cả Tại sao? Tại vì mọi vật hiển bài trước các vị Từ hình ảnh, sắc màu, âm thanh, mùi vị Cho tới bên trong của các vị Đó là những buồn vui, những nghĩ suy, những cảm xúc Tất cả những đối tượng ấy đều là cái điều kiện Để năng lực tâm giác ngộ phóng ánh sáng không có gì trở ngại đối với chuyện tu tập cả đây là hai nét chúng ta giải thích về bài kệ của ngài sơ sơn thường đây tất nhiên mình nghĩ rằng các vị có văn bản chữ hán nghe các vị đọc vào văn bản chữ hán các vị nghiên cứu một số người trong lớp thì biết chữ hán cho nên mình nghĩ rằng điều này rất cần đề kinh trước mắt thú đặc chân câu hỏi Chữ chữ phân minh nghĩa rõ ràng. Nên ra. Từng câu từng chữ rất rõ ràng dễ hiểu. Nhưng mà cái điều quan trọng hơn là vừa nhìn vào chữ thì các vị biết đây là chữ. Các vị không thể nhầm lẫn được cái chữ viết trên bảng cùng với cây viết. Các vị không thể nhầm lẫn được rằng là cái chữ viết trên bảng và cái ông thầy Phước Tĩnh đang viết đâu cần phân tích gì đâu. Nhìn là rõ ràng sáng tỏ hiện tiền cái nhìn rõ ràng sáng tỏ hiện tiền này không khác gì cái nhìn của các vị Dội ngược vào nhìn bên trong thấy buồn vui hờn giận gì nó đang vận hành đang sinh diệt đang đến đi thưa các vị hiểu được điều này mở được gấu mấu chốt này thì con đường tu mở ra thanh thang tu nhưng mà không có dụng công thì cực nhọc cả ngồi chơi đứng đi nói cười bình thường vận hành đời sống này bình thường và cái sáng này đi cùng trời cuối đất không nơi nào trở ngại đối công trình tu đâu nha cho nên chữ chữ phân minh nghĩa rõ ràng nó hàm nghĩa rằng là khi các vị hiểu được điều này rồi thì mọi sắc mà mọi âm thanh mọi hương mọi vị mọi xúc cảm buồn vui mọi nghĩ suy nơi đây đều sáng tỏ rõ ràng hiện ra trình ra trước tâm phật chiếu sáng của các vị muốn biết tôi hiền công lập quốc tiêu hà thời hán tiến lừng vang muốn biết cái công năng của một đất nước thái bình thịnh trị muốn thành đạt được một vị phật hiện tiền thưa các vị không thể loại trừ được cái năng lực dắt dẫn để đi vào đó là khả năng văn tự chữ nghĩa đó là khả năng đọc kinh văn hay nói cách khác không sao hơn đó là chi thưa các vị muốn đạt đến mức độ thâm diệu của công vô thành đạt trong tiến trình tu tập thì anh phải đi vào từng bước từ cái cửa thực tập vô cùng nghiêm túc điều này dường như chúng ta học qua bài nào cũng nói về điều này nha. nền tảng của công trình thành tựu sự nghiệp giác ngọt đi vào công trình để thể nghiệm được tâm thưa các vị không có gì trường vòi bằng các vị đi vào bằng con đường thiền tiến đường xứ đâu nghe hãy làm một việc là niệm thân trên thân niệm thọ trên thọ niệm tâm trên tâm niệm pháp trên pháp từ đó là từ kinh văn thế nhưng đừng nghe những cái từ đó là rối ruột rối gan hãy làm việc rằng là tôi luôn quan sát thân tôi luôn quan sát những suy nghĩ của tôi tôi luôn quan sát những buồn vui sinh diệt những cảm xúc trong tôi tôi làm người quan sát Nói gọn hơn Tôi là cái biết chứ tôi không phải là cái bị biết Tôi là cái chủ thể đang quan sát Không hề là đối tượng bị quan sát Từ cánh cửa này đi vô Thì các vị mới thấy rằng là Cái công lập quốc, cái công thành tựu đạo nghiệp Đích thực là Từ ý thức các vị giác dẫn Từ kinh văn giác dẫn Từ tư duy giác dẫn Từ những bước đầu của công vô Tu tập thiền tử niệm xứ giác dẫn Đi vô trạng thái tâm bất động vô sinh Xong hai bài kệ thế rồi chúng ta xóa bài kệ này nghe kiếm thêm chuyện nữa điều thứ nhất mình sẽ thưa nhau đó là Phật pháp cái câu này của ngài Hối Đường Tổ Tâm ngài viết nghe Phật Pháp nhân văn tự như hiển. Nếu mà dịch ra tiếng Việt, câu này rất dài. Mình chép đây nhưng mình nghĩ hơi dài dòng. Ngài nói rằng Phật Pháp nhân văn tự như hiển. Yếu tại tự kỷ thân kiến. Tiện năng liễu tri mục tiền thị chân thị vọng thị sinh thị tử kỹ năng liễu tri sinh tử chân vọng phản quán nhất thiết ngữ ngôn văn tự giai thị biểu hiện chi thuyết đô vô thật đô vô thật thể đô vô thật nghĩa cái nghĩa ngài nói một đoạn văn này rất là lý thú đó là thế này cái công trình làm thành tựu được cái sự truyền bá Phật pháp tới hôm nay đều từ văn tự nhưng mà cái điều quan trọng đó là chính mình phải thể nghiệm cho được phải liễu tri cho được cái nào là chân cái nào là vọng cái nào là sinh cái nào là diệt và khi mình có thực nghiệm được những điều này, liễu tri được điều này, tức là biết tỏ tượng điều này rồi á. Thì phản quán lại, tức là quay ngược lại để nhìn ra cái nguồn gốc của văn tự chữ nghĩa hay là cái phía sau văn tự chữ nghĩa. Thì sẽ nhận ra một điều rằng tất cả những ngôn ngữ chữ nghĩa văn tự ấy Bản chất của nó Nó vốn là không thật và từ cái nền tảng nhận xét như từ nền tảng quan sát như vậy thì thể nghiệm được cái chân thật nằm phía sau ngôn ngữ văn tự một đoạn dài của ngài tổ tâm đây là của ngày hối đường tổ tâm nha mình dẫn một câu thế này có hàm ý thôi hàm ý thứ nhất là trên con đường tu tập chúng ta đành rằng đối với công phu tu nếu mình mắc kẹt vô ngôn ngữ Chuyên nghĩa văn tự thì cuộc đời mình rất hẩm hiu tại sao điều thứ nhất là mình bị, mình bị lừa gạt mấy cái tên khùng khùng nó làm vài ba bài thơ thiền nó gạt mình cũng dễ dàng lắm chứ đâu khó ăn chi nó nói nó nó chứng thiền chứng thánh mình cũng tin rồi rối cho nên nó gạt mình cũng có khó ăn chi làm dài ba chục bài thơ thiền nọ thiền kia nó gạt mình mình tưởng nó là thiền thiện nhưng mà thư không thậm chí người ta viết 100 cuốn sách thiền mà chưa có cái thiền nói kìa nói chỉ năm bài thơ do vậy khi mình hiểu được điều này rồi thưa các vị điều thứ nhất mình sẽ nhìn ra được là sao ngôn ngữ chữ nghĩa nó có hai loại hình đặc thù nghe một là ngôn ngữ chết hai là ngôn ngữ sống người ta gọi là hoạt ngữ hai là tử ngữ nhiều tầng nếu hiểu về điều này hoạt ngữ là chi? tầng thứ nhất với con mắt của thiền sư thiện cái hoạt ngữ hàm nghĩa rằng ném một câu nói vào anh câu nói đó nó, nó làm sinh động nó làm anh trăng trở làm anh bất an làm anh mất ăn mất ngủ nó làm cho anh ôm câu nói đó chưa ngộ đạo được thì chết với câu nói đó chứ không thể cách nào giải quyết được hết gọi là hoạt ngữ nghe câu nói nó sống động nó khiêu động tâm thức ta nó làm cho cái đống phiền não bùng nhùng của ta tự nhiên lắng xuống nó làm cho tâm của ta hướng về một đường đó là hướng về não bộ đề nó làm cho ta mất ăn mất ngủ chứng được đạo mới thôi thôi chứ không dừng lại nữa chừng đây là một loại hoạt ngữ tử ngữ là chi cái kiểu giải thích rất ư là dễ hiểu dông dài của thầy phước tịnh đó gọi là tử ngữ nghe nói bao nhiêu hiểu hết bao nhiêu dường như rất rõ ràng đây là một loại mà người xưa vô cùng là căm ghét và bài bác họ chê họ nói cái kiểu thiền của ông đó là tiểu kiểu thiền lão bà thiền của bà nội thôi tức là thiền của ngôn ngữ chữ nghĩa lý giải thôi chứ không giúp người ta sống động và người ta có thể đạt thẳng đến cái chiều thâm sâu là triệt ngộ bản tâm thế nhưng với mình thì thưa các vị hoạt hay tự ngữ này nó không quan trọng quan trọng là chi tại vì thưa các vị mình hay mắc kẹt vào những ngữ cứu người xưa nghe, cho nên mình sẽ mở một đường mới đó là hoạt ngữ tự ngữ chi cái chuyện đó để quan bên không mình tính cái chuyện đó là tôi nói tràn gian đại hại ấy thế nhưng mà có cái gì để tôi truyền đạt anh nắm được những điều tôi đang nói là, là quan trọng nha mở được cánh cửa pháp môn để anh nương vào đó anh hành trì người ta hạ thấp cái điều này xuống một bậc rồi thưa các vị trong ngôn ngữ nó có cái chi có sức sống cùng không sức sống được gọi là hoạt ngữ và tử ngữ cấp độ thứ nhất cấp độ thiền mình đang nói thế là cấp độ thứ hai là cái cấp độ giải thích của thầy Phước Tịnh người xưa họ bài vẽ lắm chuyện mình đừng có quá ưa lệ thuộc tức là đừng có mắc kẹt nhiều ngôn ngữ người ta nghe thưa các vị với mình thì quạt ngữ nó hàm nghĩa rằng là ngôn ngữ sống nó có cái gì trong đây điều thứ nhất là mình có sức sống thực sự từ nền tảng tâm thức từ nhiệt tình từ trí tuệ rõ ràng là nó là cái điều sinh ra từ chính từ thân mình chứ không phải là cái điều mình vay mượn người ta gọi là quạt ngữ Tôi biết chừng nào tôi nói chuyện ấy Tôi hiểu như làm sao tôi nói làm vậy Và truyền đạt bằng một loại Ý chí rất là mạnh Bằng cái hồn thổi vào từng ngôn ngữ Gọi là quả ngữ nghe Điều thứ hai tự ngữ là chi Học đòi Giống như ca sĩ hát nhát Các vị biết điều này nha. nó Không hát thiệt Mà là nháy theo người ta Có hàm nghĩa rằng mình thu một đống kiến thức vào tâm thức của mình và nhồi nó lại không hiểu gì cả thế nhưng mà cứ truyền um sùm lên Na nối um sùm lên quảng cáo lên cho người ta và truyền đạt cái điều này như trả bài thôi cái trường hợp này rất nhiều nghe có những loại hình ngôn ngữ thưa các vị nó là một loại ngôn ngữ chết do vì trong đó không có hồn có loại hình ngôn ngữ trong đó nó có hồn sức sống bừng bừng trong những loại ngôn ngữ cho nên hoàng ngữ hay tử ngữ tức là câu có hồn câu không hồn chúng ta dịch cái từ việt nam rất dễ hiểu là như vậy do vậy ở cấp độ bình thường như chúng ta là hiểu được tới đâu bằng trái tim đầy tràn đầy niềm đam mê hưng phấn truyền đạt thì ta gọi đó là những loại hoạt ngữ những loại ngôn ngữ có hồn cũng câu nói thế nhưng mà người ta nói ba câu tim khác rất lật đật còn chúng ta nói một ngàn câu không ai rớt tim cả thì loại gọi, là, gọi là ngôn ngữ không có hồn đâu nghe nó là như vậy trình độ cao hơn hàm nghĩa rằng ngôn ngữ ấy dắt dẫn được người ta đi vô cửa đạo định hướng cho con đường tu khích kích phát tâm bồ đề mở rộng cánh cửa pháp môn để họ nương theo đó họ hành trì và có thể họ có niềm tin vững vàng với chánh pháp gọi là ngôn ngữ có hồn nghe và ngôn ngữ ấy cao lên một tầng nữa là thưa các vị để cho người giúp cho người ta vượt ngang cái tầng ngôn ngữ của mình bài vẽ dắt dẫn để họ quay ngược lại họ nhận ra tự tâm của họ cái năng lực sống động đang có mặt nơi hình hài của họ những loại hình ngôn ngữ như vậy ta sử dụng thì gọi là quan ngữ hay là ngôn ngữ có hồn cho nên thưa các vị cấp độ này là cấp độ diễn giải để chúng ta có thể thăm dò vào trong khi cấp độ hoạt ngữ tử ngữ này nó đặc thù của thiền ngỗ ngộ ngày xưa bất lập văn tự đó. Do vậy, tóm là những điều mình trình bày thưa các vị. dù cho những vị thiền sư có cực đoan đến độ nào đi nữa nhưng mà các ngài vẫn sử dụng một loại ngôn ngữ để truyền đạt. đánh cũng là loại ngôn ngữ hét cũng là loại ngôn ngữ nói những câu rất vô nghĩa người ta không hiểu chi cả cũng là loại ngôn ngữ dùng ngôn ngữ để quét ngôn ngữ thay vì dùng cái từ như người xưa thì chúng ta dùng ngôn ngữ để chỉ ra các phi ngôn ngữ đây là cái điều thứ hai chúng ta nói về nhân duyên phật pháp được hiển lộ từ ngôn ngữ nghe Để mình đi vô vài nét phân tích nơi đây để cho các vị có một cái nhìn về con đường của thiền học. Nó có hai nét. Thứ nhất, nghịch lý của nhà thiền. Nét thứ hai, lối vào đạo giảng dị. Thưa đại chúng rằng là điều đầu tiên nhưng nếu chúng ta quen với văn học thiền thì các vị sẽ rất ngạc nhiên tại vì cái tiêu ngữ nhà thiền thì bất lập văn tự giáo ngoại biệt truyền. Thế nhưng mà chưa có ai nhiều chuyện bằng văn thiền sư. Mình nói điều này không phải là du khổng, nói xấu nhưng mà nó là sự thật nha. Về lĩnh vực sách vở chữ nghĩa ngữ lục công án vân vân thưa các vị là cả một cái bề dày của truyền thống tỉnh đông Thế các vị không bị được Với cái nguồn sử liệu của nhà thiền Họ giàu lắm lực Và Cái nền văn học của nhà thiền Nó lại làm thành luôn cả một cái kho tàng Truyện ký dân gian Tất cả những điều Nhà thiền ghi chép rất trung thực Hiển lộ được Cái sinh hoạt rất đời thường Tưởng chừng như là nó ngô nghe, nó nhà quê Thế nhưng mà nó lại làm thành cái nền văn học dân gian và nó đi vô cái nền văn học hàng năm một cách rất là tự nhiên văn học trong sáng giản dị ít cái mùi đạo lý ít có cái mùi chữ nghĩa văn tự nhưng mà cái điều mình đang nói nghịch nghĩa nó hàm nghĩa rằng là nhà thiền luôn bài bán văn tự chữ nghĩa nhưng mà trong cái thế giới nhà thiền thì văn tự chữ nghĩa nhiều nhất đây là điều thứ nhất các vị ghi nhận nghịch lý của họ là vậy họ cố tình khước từ ngôn ngữ Thế nhưng mà vì chính cái vị khước từ ngôn ngữ Cho nên thưa các vị Nó làm thành Một cái truyền thống là nhiều ngôn ngữ nhất Đây là nghịch lý thứ nhất Họ loại trừ Cái tính thần bí Thưa các vị Họ dùng ngôn ngữ chuyên nghĩa giảng dị Họ sống là sống giảng dị ở gần gũi đời sống bình thường họ đem phật xuống trở thành một vị tỳ kheo già thôi hỏi phật là gì họ bảo rằng phật là vị tỳ kheo già không có nói phật phóng quang phật gì cả thế nhưng chính những điều này nó lại làm thành cái sắc thái thần bí siêu dị có khi càng khó hiểu so với những truyền thống người ta đã có sẵn một cái hạt mầm và thần bí siêu dị phi thường dường như vậy nghe đời sống thiền sư thấy giản dị bình thường nhưng mà nó lại được nhân gian được cả một cái bề dày lịch sử khoác cho truyền thống nhà thiền cái nét rất khó hiểu rất thần bí rất siêu dị người ta không hiểu được trong những ngôn ngữ của ông sử dụng cái gì phi sao ta không thăm dò được hỏi thưa thầy con vào đây ba năm con chưa được thầy dạy đạo lý gì Ngài nói, người nói thì sao ba năm rồi không phút giây nào ta không dạy cho người hết Phải ta dạy nào người bưng cơm lên xá chào mời ta ăn ta gần đầu người mời ta uống trà ta chấp tay ta chào lại người chào ta gần đầu đâu lúc nào không dạy đạo lý đâu ngẩn ngờ và đạo lý gì trong cái chuyện là ông từ đâu tới dạ, con từ gian tay tới tới làm gì giờ dạ, con tới học Phật pháp uống trà đi ông khác từ đâu tới và con từ Hà Nam tới Tới làm gì? Tới học Phật Pháp Tôi uống trà đi Người khác nói Bà thầy người ta chưa tới thì mời uống trà Ta tới rồi thầy mời uống trà là sao? Nói ông uống trà đi Bình thường nhưng Đặc thù siêu dị Do vì nó quá bình thường Thế cho nên thưa các vị Chưa nói chi những vị thiền sư Họ chứng ngộ rồi Họ đã có những loại ngôn ngữ Cử chỉ hành vi rất phi thường Điều đó ta không cần bàn Thế nhưng cái điều bàn ở đây là là những điều vô cùng giản dị, những câu nói bình thường, những sinh hoạt vô cùng là đời thường như mọi người chúng ta đang sinh hoạt. Thế nhưng mà nó trở thành đặc thù. Họ càng muốn loại trừ cái tính thần bí, siêu dị, phi thường thì nó lại hàm trong đó, chứa trong đó cái đặc nét thần bí, siêu dị, phi thường trong những điều rất bình thường nhé. Đây là nghịch lý nhà thiền. Nghịch lý thứ ba. Thưa các vị, họ cố tình không muốn nói về cái chỗ phi tứ lương. Họ ngậm miệng khi ai hỏi về điều này. Nhưng mà thưa các vị, nhìn chung tất cả ngôn ngữ nhà thiền, họ trích dẫn kinh văn. Họ nói pháp thoại. Họ viết những luận thư ở phẩm bình về công án Đều gom về chỉ cho một chỗ đó là chỗ phi tư lương xứ Mới là cái chuyện kỳ cục Cái chỗ đó là chỗ cấm kỵ Không được đụng vào Thế nhưng mà thưa các vị không thiền sư nào lại không Quy chiếu những điều mình dạy vào cái chỗ phi tư lương này ca Đây là những nét nghịch lý nhất trong nhà thiền bà sắc thái Chữ hai đi vô Là lối vào rất giản dị Tại sao chúng ta bảo rằng là thiền sư rất nhiều cái nghịch lý không muốn chỉ cái chỗ phi tự lương mà cuối cùng thưa các vị chỉ nhiều nhất cái chỗ không chỉ được mà lại cố tình chỉ rồi người ta hỏi tới thì bảo rằng chỗ đó không chỉ được cái nghịch lý do vì đời sống chúng ta nó bị quá nhiều phức tạp cho nên bây giờ biểu các vị trở về cái nguồn cội của điều không phức tạp các vị cảm thấy điều này phải cần một quá trình rất dài mới có thể làm được cần tu 5 ngày, 5 năm ngày năm năm mười năm cần tham gia những khóa thiền cần đi học đầu non sống núi cần đến các vị thiền sư rồi các ông dạy mình làm đủ thứ chuyện như vác đá lên non như bảy bước một lại ba bước một lại hàng ngàn dặm dài ký số như vậy tụng kinh từ sáng tới tối từ tối tới sáng như phải thức đêm như phải niệm phật liên tục vân vân tức là có pháp hành trì có phương pháp để tu tập có cái gì ta nắm ta mới có thể đi vô công trình tu được tại tâm thức ta nó đã gắn bó với cái giả vờ quá lâu rồi bây giờ chỉ là cái rất thật anh đang sử dụng nó cái này không đổi thay được không tô vẽ được không đắp thêm được cái gì nó bản chất nó là như vậy anh lại không thể chấp nhận được Một cách dễ dàng Người ta cần cái chi Để sống với cái giả vờ Các vị biết không Cần rất thông minh Thưa đại chúng rằng cái điều Mình ví dụ nơi đây dễ hiểu lắm Đó là chi Khi các vị nói dối các vị phải rất thông minh Các vị có ký ức rất tốt Các vị mới nói dối được Tại sao Tại vì từ nói dối này Nó lại bài thêm một cái nói dối khác và những nói dối nó trùng điệp đi lên rồi cuối cùng tôi các vị một lúc nào đó các vị chật quên lúc nào các vị không thông tệ tự nhiên là những điều lừa dối của mình nó bày ra nó hiện ra một cách rất là tự nhiên thôi cho nên phải rất thông minh mới nói dối rất thông minh mới sống với cái điều ác được nghe nhưng nói thật thì có gì đâu mà phải thông minh tôi ra làm sao tôi nói làm vậy thân tôi vừa đen vừa xấu thì tôi nói thân tôi vừa đen vừa xấu có gì đâu che chắn đâu cần lanh quanh rồi tôi cảm thấy là bất mãn thì tôi nói bất mãn thôi chứ mắc gì đâu tôi phải dùng lời ái ngữ tôi nói anh một vài lời thương anh rồi sau đó tôi mới nói chuyện bất mãn của tôi tôi có bị cuối cùng người, người ta không biết tôi thương hay tôi ghét trong khi tôi ghét tôi nói tôi ghét tôi thương tôi nói tôi thương đơn giản cho nên sự thật vô cùng đơn giản sự thật vô cùng dễ dàng Sự thật luôn hiện hiện Người ta không chấp nhận nó Do vậy cho nên người ta phải cần rất là nhiều những cái phương thức đi vô Từ điều này chúng ta nhận ra một điều thôi Các vị cái sự thật rất đơn giản nhất là cái con người thật của anh đó Là cái gì nói cho tôi nghe Vốn Nó không phải là cái này này Vốn không phải là cái buồn vui này Vốn không phải là cái nghĩ suy này mà cái con người thật của anh không thể bỏ đi đâu được không thể ném nó đi vào chỗ nào được không thể trốn chạy nó được là cái năng lực tâm năng quan sát được những cái này thế thôi cho nên nó quá giản dị giản dị đến nỗi rằng là không chạy đi đâu là thoát được nó cả anh sống ở cái giả vờ quá lâu cho nên bây giờ anh nghe nói cái giản dị nhất là anh đó anh không có thể chấp nhận được tại vì tái làm sao mà tu dễ như vậy ư nghiệm ra được đạo đơn giản vậy à nhưng mà thưa các vị Đâu có gì khó khăn đâu Các vị quên Quên rằng ta chính là chủ nhân Của dòng suy nghĩ Ta là người đang nhìn cái suy nghĩ Ta không phải là sự suy nghĩ Ta là người đang quan sát được những buồn vui Ta không phải là những buồn vui Ta là người quan sát thân này Đứng này đi này nói này cười Nó là một tên tôi tớ tiện dụng cho ta Như buồn vui Cũng là tên tôi tớ tiện dụng cho ta Trí thông minh cũng là tên tôi tớ để ta sinh tồn chứ không phải là bản thân ta ta bao trùm những cái ấy vô cùng giản dị như vậy thế nhưng mà ta lại không chấp nhận nó cách dễ dàng do vậy cho nên đức thế tôn chư vị tổ sư dẫn ra mở ra rất nhiều con đường để anh đi dần 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 đi vào đi vào đi vào để cuối cùng nhận ra anh đích thực là hoàng đế anh đích thực là người con kế thừa gia tài của tỷ phú chứ không phải anh là cái tên ăn bài đầu đường xóa chợ đâu thế nhưng mà phải dụ anh dần dần đầu tiên là cho anh ngủ trong nhà bếp cho thức ăn ôi thiêu ở chung những tên tôi tớ dần dần nói người giỏi người làm việc tốt thôi ta phong cho người làm manager cái đã cai quản được năm bàn cái tên này tớ dần dần người làm việc đáng tin cho nên người thay ta ngươi coi dùng kho lẩm dần dần cuối cùng nhiều năm sau hắn lột đi cái lớp mặc cảm thân phận nghèo nàn thân phận hoàng phu thân phận của một con người nổi chiều trong ba cõi sáu đường tử sinh rồi mới giao cho hắn bằng cái cách là cái tên này nó mang dòng máu quân dương nó mang cái dòng máu của tỷ phú lâu nay nó lang thang lướt thứ ăn mài nhưng mà hôm nay tôi họp bằng nữ bạn bè tới tuyên bố nó đích thật là con của tôi trong máu của nó nó có cái chất phật đó con đường tu chúng ta là như vậy nghe do vì ta không đủ niềm tin không tin rằng năng lực tâm đang quan sát từ buồn vui năng lực tâm đang quan sát từ những cái suy ấy đích thực là tâm phật bất động do vậy cho nên mình phải đi từ thiền tứ niệm xứ đi vô còn nếu các vị đủ mạnh mẽ đủ lực dụng do vì nhiều kiếp ta đã từng tu tập do vì niềm tin rất vững chắc với chánh pháp phật dạy do vì ta chán cuộc đời này khổ rồi ta không muốn khổ nữa thì các vị tóc ta vậy liền an trú ngay nơi năng lực tâm năng quan sát tóm lại lối vào thể chân như bất động tự tâm rất đại giản dị nó không phải là ở phương trời nào không phải lục lợi mất 10 năm, 20 năm gì đi ngang với dòng chảy tu tập mới có thể thể nghiệm mà nó có mặt ngay bây giờ, ngay nơi đây. Ngay trước mặt các vị, ngay nơi cái nhìn của các vị, cái nghe của các vị, cái nói năng của các vị. Thậm chí ngay nơi buồn vui, hờn giận, bất an các vị vừa nghiệm ra được ta chính là người đang nhìn nó thì liền thứ khác các vị đã có thể bước vào bể chân như của thập phương chư như lai bước vào tự tâm bất động vô sinh của chính mình điều này không ai nghiệm ra bằng chính tự hành giả mỗi người nghiệm ra nghe do vậy cho nên thưa các vị cái lối vào đạo giản dị nhất chỉ có một lối nó là thiền đúng ngộ liễu đạt được tâm là đi vào cửa đạo cái việc còn lại không phải là việc của thầy nữa Việc còn lại là việc của các vị việc của chúng ta có sống được hay không mà thôi nghe đây là điều mà giải thích về lối vào của đạo nó vô cùng đơn giản, mà tại ta làm cho phức tạp thôi nghe. dường như, tâm thức ta nó có một cái đặc thù là nó luôn diễn dị dịch mọi thứ giản dị thành phức tạp. Nó thích rườm rà, thích khoe mẻ, thích phức tạp. trong khi đó thì thưa các vị, cái con đường thể ngộ tâm là con đường vô cùng giản dị, tại vì tâm là cái rất thật, chỉ có nó duy nhất chứ không có gì khác. tất cả chỉ là giả vờ. Nhưng mà ta đã sống quen cái giả vờ Do vậy cho nên Từ giả vờ này Đến lừa dối khác Ta trượt dài trên cái chiều dài Của sự dối láo Do vậy cho nên Quay ngược về sống được với cái thật Thì vô cùng khó khăn thế thôi Trong khi cái thật thì không chạy đi đâu được Không đuổi đi đâu được Các vị có thể Đuổi được buồn vui hờn giận Nhưng mà cái năng lực tâm Quan sát buồn vui hờn giận Các vị đuổi nó đi đâu Các vị có thể cởi trọn vẹn như lớp áo các vị đang khóa nhưng mà con người thật của các vị các vị bỏ vào đâu cũng như vậy nghe từ điều này chúng ta khéo quay về thể nghiệm thì nghiệm ra được cái lẽ thật thường hằng mà các vị ngay nơi cái biết của các vị mở được cái cửa vào này thì thưa các vị con đường tu tự nhiên vô cùng giản dị cuối cùng Thấy, gần hết giờ rồi. Thôi mình kết cái đi rồi nghỉ. Có những vấn đề mà mình nói hoài không hết đâu nghe. Đại chúng có biết rằng là mỗi buổi học như thế này, mình uh, ghi vài nét đại cương để có thể giải thích về phi tư lương xứ này. Chừng ba trang thôi mà ba bốn vấn đề trong đây mà mình chỉ làm ăn được một vấn đề là hết thì giờ à, các vị có biết không nó giàu như vậy nhưng mà nói nhiều cũng vậy thôi cho nên thôi kết bỏ lại ba ý này, ý thứ nhất hãy tự mình chứng nghiệm điều này thưa các vị nó dài dòng mình giải thích một chút đôi khi có những chúng sinh này để cho nó chìm ngập trong khổ đau tự nó cảm thấy ngao ngán con đường trần thế tự nó cảm thấy cái nhu cầu vượt thoát khổ đau tự nó lây quay tự nó tìm ngàn vạn lối và lối nào không giúp được cho nó bây giờ nó đi vô cái cửa tu tập rồi nó trật lên trật xuống Trở tới trượt lui Bưu đầu sức chán là bấy giờ tìm đến con đường thiền tập Thì quả mai Quả may Nó mới khởi phát tâm lành Nó mới có thể đầu tư trọn vẹn sinh mạng của nó Trong việc tu nghe Con đường quá gần quá đơn giản Thế nhưng mà thưa các vị Với một cái trạng thái tâm Tràn đầy lừa bịp như tâm thức phạm phu chúng ta Thì đừng hồng nó có thể nghiệm được Có thể chân thật ngay hiện tiền Cho nên hãy để cho chúng sinh nó khổ tự nó chứng nghiệm lấy không thần linh nào có thể giúp ta được điều này đâu nghe thế là điều thứ hai thiền sư đôi khi đa nhân cách nó hàm nghĩa rằng là có khi rất từ bi có khi cũng rất là ác độc tại vì họ nghiệm nó điều rằng có những loại chúng sinh thôi các vị dạy bằng một loại ngôn ngữ hiền hòa dễ chịu dịu dàng nó tưởng chừng mình ve vuốt nó và và thưa các vị không ai không ai thơ ngay như mấy thầy tu mình không nói ai cái điều này mình lặp lại lần nữa mình là người thơ ngay nhất có những tên phật tử nó khùng khùng nó tới nó bảo rằng là nó nghe pháp mình nó ngưỡng mộ quá ra là thưa các vị sau đó nó viết những cái thơ nó phê bình thầy thế nọ thế kia do vậy cho nên thưa các vị các vị đừng làm người tu với những người quá yếu mềm và đầy lòng từ bi rớt nước bác trước bao nhiêu cảnh khổ đau nghe đôi khi thiền sư rất đa nhân cách cần rất ư dữ dằn bộp tay thiên hạ như những vị thiền sư là chuyện thường nhìn người chết chìm nó nỗi khổ cũng là chuyện bình thường tại vì hãy để cho chúng sinh đó, học có bài học khổ đau cho nên cái điều đừng lạ lẫm chi khi các vị thiền sư ngày xưa có khi như ngày lâm tế đi như trâu nhìn như cọp nhưng mà tới chừng ngày thấy được đạo rồi thưa các vị lạng quạng đến lạng gậy lạng quạng đến là bị tắt tai thậm chí rằng là thầy của ông nói những câu có vẻ như là hâm dọ cái người đã khơi sáng khai sáng cho ông nó đợi ta gặp cái tên đại ngu đó ta cho một trận ngày năm tới ngày liền nó khỏi cần đợi ngay đây có liền chập được thầy thôi một cái liền thế cho nên các vị nên nhớ rằng đối với công trình tu tập từ cái nhìn này rồi chúng ta nhìn là tự thân nghe không chấp nhận người ốm yếu không chấp nhận người què quặt không chấp nhận người chưa đủ bản lĩnh đi vào con đường tu tập những người ấy có thể làm cái chuyện vớ vẩn đời thường chứ còn không thể đi vào con đường đoạn phiền não chấm dứt khổ đau và trở thành những người đầu sống ngọn gió trở thành những người can trường có thể đi vào con đường để chứng nghiệm thánh đạo đây là hai nét chúng ta nói về bản chất của như Biền thiền sư thứ hai đó là cái đòi hỏi nơi những người phát tâm tu chúng ta điều thứ ba xin thưa rằng đôi khi chúng ta học thì học tu thì cũng có tu nhưng mà tinh phật thì còn chưa dễ đâu nghe Tin Phật không hàm nghĩa rằng tin nhân quả tội phước, khẩn cầu thần linh. Tin Phật hàm nghĩa sâu xa hơn đó là tin rằng cái năng lực tâm đang quan sát chính là Phật của anh. Và khi các vị có niềm tin vững với điều này rồi mới mong đặt một bước chân lên con đường tu tập bằng không người xưa các vị ta chỉ là những kẻ sống bất vưởng hồn ma bóng quế thôi. Đùa cợt với chuyện tử sinh, nổi trôi theo dòng nghiệp thức thôi chứ còn không cách chi đoạn tiệc được phiền não khổ đau chứng nghiệm thánh trí ngay hiện tiền. có vị tiền khách, bệnh đẩy thiền sư, bạch ngài, thế nào là Phật? Hôm nay ta nói, sợ người không tin chứ? Nói giờ bạch ngài, ngài là bậc thiền sư lỗi lạc đạo cao đức trọng ngài nói làm sao con không tin? Hôm nay người chính là Phật đó, nói trời trời, con làm sao Phật được? Có thấy không? Ta nói rồi, ta nói mà không tin Chúng ta là như vậy Không tin Phật Dừng ở đây thôi đại chúng Chúng sinh vô biên thầy nguyện đỏ Phiền não vô tầng thầy quyền nguyện Pháp Môn Vô Lượng Thế Quyền Học Phật Đạo Vô Thượng Thế Quyền